lãnh án chung thân vì tham ô hàng trăm lượng vàng. Ông Trương Công Đạo, Phó Giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam, yêu cầu kế toán Hoàng Thị Mai Hương báo cáo số liệu khống về công ty để không bị phát hiện. Ngày 26 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Công Đạo, 37 tuổi, cựu Phó Giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam, mức án tù chung thân, Nguyễn Thị Nga thủ quỹ 14 năm tù và Hoàng Thị Mai Phương, kế toán 9 năm tù về tội tham ô tài sản. Cuối năm 2017, Trương Công Đạo được Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam bổ nhiệm là Phó Giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời được Giám đốc chi nhánh ủy quyền ký các chứng từ mua bán, thu chi, xuất nhập vàng và kiểm soát các chứng từ kế toán, kho quỹ tại chi nhánh. Cáo trạng xác định, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2019, Đạo đã nhiều lần yêu cầu thủ quỹ Nga chuyển tiền, vàng của chi nhánh cho mình sử dụng. Đồng thời, Đạo yêu cầu kế toán Phương báo cáo số liệu khống về công ty để hành vi của mình không bị phát hiện. Đến tháng 9 năm 2019, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam chỉ đạo chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chuyển vàng về trụ sở đã phát hiện thiếu hụt 172 lượng và 6,2 tỷ đồng so với sổ sách. Quá trình điều tra, Đạo khai do công ty giao chỉ tiêu kinh doanh tương đối cao, trong khi việc mua bán vàng đơn thuần khó đạt được mục tiêu. Vì vậy, anh ta nghĩ ra cách bán vàng công ty cấp, cho chi nhánh lấy tiền đem đi cho vay lấy lãi, bù vào chỉ tiêu công ty giao. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 5 năm 2019, do giá vàng tăng nên 200 lượng vàng SJC mà Đạo đem bán trước đó bị lỗ nặng. Đạo sau đó liên hệ các tiệm vàng thỏa thuận việc bán vàng khống, thỏa thuận giá bán trước giao vàng sau, với hy vọng nếu vàng xuống giá sẽ lấy được khoản tiền chênh lệch từ tiệm vàng. Song thời điểm này vàng liên tục tăng giá nên cách này càng thêm lỗ. Phó giám đốc chi nhánh tiếp tục chỉ đạo thủ quỹ đưa tiền cho mình để đầu tư vàng trên sàn giao dịch quốc tế với kỳ vọng có lãi sẽ bù vào số tiền đã mất nhưng cuối cùng lỗ thêm hơn 6 tỷ đồng. Tổng cộng Đạo đã ký 18 giấy đề nghị yêu cầu Nga đưa tiền vàng tổng giá trị hơn 12,7 tỷ đồng. Tuy không sử dụng số tiền Đạo chiếm đoạt, song Nga và Phương cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với vai trò đồng phạm.